Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 3 tháng 3. Xưng tùng MTP khiến mạng xã hội dậy sóng vì mượn đồ của mẹ đi biểu diễn. Nguồn tin từ báo Công Thương, tại một sự kiện âm nhạc diễn ra tại Hà Nội hôm qua ngày 2 tháng 3, xưng tùng MTP khiến mạng xã hội dậy sóng khi diện trang phục của mẹ mình. Trong đêm diễn, nam ca sĩ mặc cả set đồ sành điệu với điểm nhấn là chiếc áo khoác lông đầy cá tính. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã có fan dậy sóng khi xưng tùng MTP chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh mẹ của nam ca sĩ cũng diện đồ này. Khắp các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người thích thú và chia sẻ rần rần khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con xưng tùng MTP. Người hâm mộ cho rằng dù là sao hot nhất nhì V-Big và sở hữu bao nhiêu đồ hiệu, nhưng khi lên sân khấu, xưng tùng MTP vẫn mượn đồ của mẹ như thường. Xưng tùng MTP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, nam ca sĩ Đỗ Thủ Khoa nhập viện thành phố Hồ Chí Minh, được nhạc sĩ Huy Túng dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua hàng loạt hit tự sáng tác, Lạc Trôi hay như là Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Hãy Trao Cho Anh. Ca sĩ còn đóng phim điện ảnh Chàng Trai Năm Ấy, phát hành phim tại liệu xưng tùng MTP Sky Tour Movia. Xưng tùng MTP từng đoạt giải thưởng như là nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á, MTP Europe Music Award 2015, Singer của năm và Làn Sóng Xanh 2015, Ca sĩ của năm Cống Hiến 2016, Ca sĩ được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh 2016, Ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube. Và đó là thông tin ngày 3 tháng 3. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho tôi một like và một chia sẻ và một comment cho xưng tùng MTP đã mượn đồ chụp của mẹ mình để đi diễn. Tạm biệt anh em, nhớ đăng ký và chụp.